chào tất cả các bác đến với kênh Cam Diêm Hoàng Mai. Cũng đã khá lâu em cũng bận một số công việc không lên clip được. Hàng của em thì bày ra đây nó cũng không hết được, cho nên là các bác hỏi model gì thì các bác alo em câu nhá. Và đây là model 4725 trơn, lên đường xin gửi tới anh Tới Bình Dương. Hàng đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Quan tâm luôn luôn ủng hộ bên Cam Diêm Hoàng Mai. Và trong dịp tới đây em cũng khá bận nhiều công việc, thế cho nên là đôi khi cũng dài dài kênh bỏ trống. Các bác yêu quý bên Cam Diêm Hoàng Mai thì alo cho em nhé, liên tục để phục vụ các bác. Lần nữa em xin cảm ơn anh Tới Bình Dương, anh Tới nhá. Em cũng chưa lên sóng đâu, đôi này em cũng chưa lên sóng bao giờ đâu. Và mọi thông tin chi tiết các bác liên hệ theo hai số điện thoại em ghi trên bài đây các bác nhé. Và bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh Cam Diêm Hoàng Mai để các sản phẩm review lên kênh trực tiếp liên tục các bác nhé. Còn rất nhiều sản phẩm mà em chưa lên được kênh đây, cũng rất bận với nhiều công việc. Em còn một cái cửa hàng thời trang nữa, thế cho nên là buôn bán này cũng chỉ thêm vào thôi. Cho nên là các bác quan tâm đến sản phẩm bên Cam Diêm GBL Hoàng Mai thì hãy nhấn nút đăng ký kênh Cam Diêm Hoàng Mai để được các sản phẩm mới nhất lên kênh các bác nhá. Em xin cảm ơn tất cả các bác.